Liên quan đến sự cố xảy ra tại cảng hàng không quốc tế Vinh vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, khi mà máy bay Vietnam Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Vinh thì một máy bay Vietjet Air đã di chuyển ra đường băng. Cục Hàng không Việt Nam đã tạm thời đình chỉ tổ bay Vietjet Air để phục vụ cho quá trình điều tra. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảng hàng không Vinh đã phối hợp với lực lượng cảng vụ, bộ phận điều hành không lưu tiến hành lập biên bản sự việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cơ trưởng chuyến bay VJ255 của hãng Vietjet Air đã không thực hiện đúng lệnh của kiểm soát viên không lưu, đưa máy bay di chuyển ra đường băng làm cản trở quá trình hạ cánh của máy bay Vietnam Airlines. Sau đó, cơ trưởng người nước ngoài này đã đưa máy bay rời khỏi đường băng.